con người cho thế giới cực lạc là huyễn dụ để dẫn người ưa thích cảnh đẹp vui tiến bước vào cửa Phật Pháp. Hoặc có kẻ tuy tin cõi tịnh độ là hiện hữu, nhưng diễn đạt một cách sai lầm. Nhóm tu học trên đại khái gồm 3 dạng. 1. Các ngoại phái cho tịnh độ là cảnh thiên tiên, coi lầu cát, ao sen, cây báo. Hoặc cực lạc là một thế giới ở bầu kim tinh thuộc phương Tây, cho nên những vị ấy đã đề vịnh trong động bích sa trời đất khác, bên cành hồng thọ tháng ngày dài. Hay đạo đức từ bi những bấy chày, thanh nhàn cực lạc ở phương Tây. Nhưng cõi Tây phương tịnh độ cách thế giới ta bà này 10 muôn ức Phật sát. Số ức ở Ấn Độ thời xưa trung bình là 1 triệu, tức 100 tỷ cõi Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni lấy 1 tỷ Thái Dương Hệ thuộc cõi ta bà này là một Phật sát để phân thân hóa độ, gọi là Đại Thiên Thế Giới. Một Phật sát có thể rộng từ một cõi Đại Thiên. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài Phú Lâu Na về sau thành Phật, lấy hằng hà sa cõi Đại Thiên là một Phật độ. Cho nên, kim tinh hay cảnh giới của thiên tiên chỉ là ở trong phạm vi một Thái Dương Hệ, không phải là cõi cực lạc. 2. Hàng thanh văn không tin có cõi cực lạc hoặc chư Bồ Tát nào khác ngoại trừ Đức Thích Ca và Di Lặc. Điều ấy không chi lạ, bởi cực quả của thanh văn thừa là ngôi A-La-Hán. Đạo nhãn, tầm nhìn của A-La-Hán chỉ thấy suốt trong phạm vi một đại thiên thế giới, không thấy được cõi cực lạc ngoài 10 muôn ức Phật độ, nên họ không tin. 3. Hạng tu học đại thừa nhưng không có căn lành về tịnh độ, chưa tham cứu sâu về Hoa Tạng thế giới, chưa có kiến thức rộng về các kinh điển đại thừa, không tin có cõi cực lạc. Các vị ấy lý thuyết hóa cảnh địa ngục, thiên đường, tịnh độ cho đến chư Phật, Bồ Tát đều do tâm thức. Đại khái họ bảo, tâm tham sân si khổ não là địa ngục, tâm sáng suốt lành vui là thiên đường, tâm thanh tịnh là tịnh độ, A Di Đà là thể tánh vô lượng quang thọ sáng suốt thường hằng, địa tạng là tâm địa tánh tạng, chứ không có đức A Di Đà và địa tạng nào khác. Đồ họa cảnh địa ngục có quỷ ngưu đầu, mã diện, lò lửa, giạc dầu là để răn người làm ác. Đồ họa cõi cực lạc có ao sen, cây báo, lầu ngọc, đất vàng là để khuyến tấn dẫn dụ người làm lành. Lối lý thuyết ấy chỉ đưa người học Phật vào cái chấp thiên không tà kiến, bác phá nhân quả, khiến cho hàng Phật tử mê mờ lầm lạc. Thậm chí họ thấy ai niệm Phật, niệm Quán Âm, tụng kinh điển đại thừa đều dẫn lời chư tổ xưa tìm cách bác phá. Tổ nói với một ý khác, họ lại dinh vào đó dẫn giải theo thiên kiến của mình với một ý khác. Thật đáng buồn cười thương xót. Các vị đó đâu biết rằng Trí Giả Đại Sư là bậc khai sáng Tông Thiên Thai, cũng gọi là Pháp Hoa Tông, thế kỷ thứ 6, khi lâm chung niệm Phật và bảo chúng rằng Tây Phương Tam Thánh và các đồng bạn đã giảng sanh của ta đã đến, đứng chờ giữa hư không để tiếp dẫn. Vĩnh Minh Đại Sư, đời nhà Tống, một bậc lâm tượng bên Thiền Tông, mỗi ngày đều niệm 10 muôn câu Phật làm thường khóa. Và gần đây, Hư Vân Đại Sư, thế kỷ 19-20, là hàng thiền bá trong tông môn, cũng khuyên người niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư, thế kỷ 19-20, một trong các vị tôn đức thuộc cận đại đã bảo: tâm tức Phật, ý hợp thinh, như như niệm, vô vô minh, điểm trần chẳng nhiễm căn tánh tình. Ba tạng giáo, 12 kinh, muôn tám công án lộ chân hình, Phật tổ dạy, nhiệm màu linh. Trở lại vấn đề, cõi cực lạc có hay không? Theo Phật học, bậc tri thức muốn khám phá điểm này phải căn cứ với 3 điều kiện. 1. Tỷ thẩm lượng. Đây là trí lượng xét qua sự so sánh, suy gẫm,
không phải chờ mắt thấy tai nghe rồi mới xác nhận. Thí dụ như ở thế gian, người đức hạnh lành, chí công học hỏi, siêng cần làm việc sẽ được kết quả giàu sang, hoặc ít nữa là danh tốt lưu truyền. Trái lại, kẻ hung gian độc hiểm, dốt nát, lười biếng, làm điều trái phép sẽ bị nghèo khổ tù đày, dù có được no ấm bình an cũng chỉ trong vòng tạm bợ nhất thời. Nếu người công đức lành quá lớn, kẻ tâm hạnh ác quá to, tất phải có cảnh cực lạc thiên đường hay ngạ quỷ địa ngục để trả đền, như thế mới hợp với lý nhân quả, chứ không đợi tận mắt trông thấy rồi mới tin. Xin tạm trích ra đây một đoạn vấn đáp trong Phật điển giữa vua Milinda và tôn giả Nagasena. Bạch Tôn Đức, trẫm không thấy cảnh địa ngục thì sao tin được rằng có cõi ấy? Thưa Đại Vương, ngài có trông thấy dòng nước rộng, hai bên bờ nhiều kỳ hoa dị thảo tươi đẹp của con sông U Há trên dãy Hy Mã Lạp Sơn hay không? Bạch Tôn Đức, trẫm không trông thấy. Thưa Đại Vương, nếu như vậy thì không có con sông U Há. Bạch Tôn Đức, trẫm tuy không thấy, nhưng đã có nhiều người chứng kiến về nói lại, nên trẫm tin có con sông U Há. Thưa Đại Vương, sự hiện hữu của địa ngục cũng như thế, nên lấy trí cân nhắc suy xét, phải tin rằng có cõi địa ngục, chứ không cần đợi trông thấy. 2. Hiện thực lượng. Từ xưa đến nay có nhiều Phật tử ở Ấn Độ, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam tu tịnh độ. Hiện tiền hay lúc lâm chung, họ đã thấy những thắng tướng của cõi cực lạc, cho đến Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn giảng sanh. Đây là sự hiện thực rõ ràng, có ghi vào sử sách. Nếu bảo cực lạc là cảnh huyễn dụ, làm sao có những tướng trạng ấy? 3. Thánh ngôn lượng. Chẳng những trong tịnh độ Tam Kinh, Đức Thích Ca đã nói sự trang nghiêm ở cực lạc, mà trong các kinh đại thừa khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Phật cũng từng đề cập đến sự việc này. Và trong nhiều bộ luận, chư tổ đã hằng dẫn giải về môn điện Phật cùng cõi cực lạc. Chẳng hạn như trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của tổ Mã Minh, Đại Trí Độ Luận của tổ Long Thọ, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của tổ Thiên Thai Trí Giả, cho đến Giảng Sanh Luận, Niệm Phật Viên Tông Luận, vân vân. Người học Phật phải lấy lời của Phật Tổ làm mực thước mà lượng định. Nếu đem chỗ thấy biết cạn hẹp của mình vội bác phá tịnh độ, đó chính là bác phá Phật và Tổ. Kẻ ấy không phải là đệ tử của Phật. Ấn Quang Đại Sư nói, phàm phu vì mê mờ, không tin có địa ngục, nên chư Bồ Tát, Thánh Thần thường dùng phương tiện đưa biết bao người đến cõi địa ngục cho thấy biết, rồi trở về thuật lại để người đời kinh sợ mà dứt dữ làm lành. Chẳng hạn như khi xưa đã có truyện Địa Ngục Ký của sư cô Huệ Hiền, tục gọi cô Ba Cháu Gà, ở tại chợ Dòng Nhỏ, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Đây là chuyện nơi Việt Nam, còn riêng ở Trung Hoa thì không biết bao nhiêu trường hợp tương tự như thế. Trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ở Trung Quốc vào đời nhà Minh, có chuyện Viên Tông Đạo được anh là Viên Hoàng Đạo đã giảng sanh, đưa hồn sang cực lạc để khuyến tấn tu hành. Cảnh của Tông Đạo thấy biết chỉ là một phần sự tướng nơi tịnh độ, không đầy đủ bằng chuyện gần đây của Khoan Tịnh Pháp Sư ở Trung Hoa, được Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn sang cực lạc cho thấy cả chính phẩm giảng sanh. Câu chuyện này rất ly kỳ do chính Pháp Sư trần thuật lại, và đệ tử của ngài là cư sĩ Lưu Thế Hoa ghi chép. Cư sĩ cho đây là tiếng vang chấn động xưa nay, tiết lộ ra những điều mà người khác chưa từng nói đến. Có lẽ Đức Đại Bi Quán Thế Âm cùng chư thánh thương xót chúng sanh cuối thời mạt pháp, chỉ nương pháp môn tịnh độ mới hợp thời cơ để tu tiến và đảm bảo được sự giải thoát, nên dùng phương tiện khéo mà hoằng hóa cứu độ đó chăng?
Điều này nếu suy ngẫm đọc kỹ, độc giả sẽ tự hiểu. Thời gian trước, Nguyễn Công Trứ đã nói: lỡ duyên với rượu khôn từ chén, trót nợ cùng thi phải chuốc bài. Nhưng lời ông chỉ nêu lên cái nghiệp dĩ về thơ rượu của mình mà thôi. Riêng bút giả thấy người đời có lắm nỗi khổ già, bệnh chết lần lượt diễn tiến, mà phần đông hãy còn ước mơ tham vọng, cố hái hoa hạnh phúc trong giường trần mộng huyễn, nên bỗng động lòng từ bi mẫn thế, muốn nhắc gọi đồng nhân thức tỉnh mới phiên dịch ra quyển này. Xin tạm mượn hai câu sau để biểu lộ mối cảm hoài ấy. Mắt lệ đã mờ sầu biển lụy, hoa tươi còn luyến bóng xuân trần. Và tiếp theo, xin nhường lời lại cho Lưu Thế Hoa cư sĩ. Tệ nạp vô nhất. Lời đầu. Khoan Tịnh Pháp Sư, quê quán ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc, sâm nhằm ngày mùng 7 tháng 7 năm Giáp Tý, dương lịch ngày 7 tháng 8 năm 1924. Thân phụ ngài nguyên họ Phan là một cư sĩ sùng tín đạo Phật, nhà ở số 140 Đại Lộ Quang Đông Trấn tại huyện Thành, huyện Lỵ, Châu Thành. Vào buổi chiều, lúc ngài sinh ra đời, hai bên phương trời Đông và Tây, kim quang chiếu rạng, mặt đất như vàng ròng chiếu sáng huy hoàng. Do nhân duyên đó, cha mẹ mới đặt tên cho là Phan Kim Vinh. Lúc bé thơ, thân phụ chỉ dạy học ở nhà. Năm lên bảy, do căn lành thúc giục, ngài năn nỉ xin cha mẹ cho tới ở chùa Giáo Trung, tỉnh Phước Kiến, nên không có nhân duyên đến trường lớp thế tục. Tuy nhiên, Pháp Sư thiên tư đỉnh ngộ hơn người. Thầy dạy kinh luật đến đâu liền nhớ đến đó, chỗ giải ngộ lại hơn các đồng bạn. Mãi đến năm 15 tuổi, ngài mới được thế độ, xuống tóc với Hư Vân Lão Hòa Thượng ở chùa Tổ Đình Nam Bình Khai, cũng thuộc tỉnh nhà. Năm 17 tuổi, Hư Vân Thiền Sư thấy ngài là bậc pháp khí, đặc biệt cho thọ giới cụ túc nơi chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông. Kế tiếp, Pháp Sư lại chuyển đến chùa Dân Cư, tỉnh Giang Tây để tiện bề tu học. Ngài được Hư Vân Lão Hòa Thượng truyền chánh pháp Nhãn Tạng, làm vị thừa kế đời thứ 48 tông phái Đổng Vân, Tào Động và Dân Môn hợp nhất. Từ đó về sau, Pháp Sư lần lượt làm trụ trì trải qua các tự viện, chùa viện tu học Khanh Để Bình, Tiên Phật, Năng Nhơn, Khai Bình, Mạch Tà Nham, Tam Hội. Lúc làm trụ trì chùa Tam Hội thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Phước Kiến, Pháp Sư tọa thiền khởi đầu từ ngày 23 tháng Chạp, ngồi luôn tới ngày 29 mới xuất định, kể tất cả là 7 ngày. Việc xảy ra vào năm 1980 làm toàn huyện xôn xao náo động, hàng đạo tâm đến xin quy y hơn 3.000 người. Năm 1982, ngài sang nước Mỹ làm vị tăng hành cước tại thành phố New York, New York để tuyên dương Phật Pháp. Ngài được Phật Giáo Hội ở Bắc Mỹ cử làm Đổng sự trưởng danh dự chùa Lạc Na, thành phố San Francisco, kế đến làm Đổng sự trưởng chùa Quán Thế Âm ở Los Angeles. Trên đây là vài nét đơn giản giới thiệu Khoan Tịnh Pháp Sư, một bậc cao tăng hiện đại. Điểm chánh yếu của tập ký sự này là ghi lại quá trình chính bản thân của ngài đã kinh lịch, kinh nghiệm thực chứng, sang cõi cực lạc, tham quan chính phẩm hoa sen ở Tây Phương với những chi tiết ly kỳ của thế giới thanh tịnh bên ấy. Việc trên đây xảy ra vào ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Đinh Mùi, ngày 26 tháng 11 năm 1967. Lúc đó, Pháp Sư đang ngồi thiền ở chùa Mạch Tà Nham, đột nhiên được thần lực của Đức Quán Thế Âm đưa xác thân ngài đến tạm ẩn nơi động Di Lặc, rồi dẫn thần thức sang cực lạc. Pháp Sư có cảm giác thời gian du lãm trên chỉ trải qua một ngày một đêm, nhưng khi trở về nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Quý Sửu, ngày 10 tháng 5 năm 1973, tính ra khoảng 6 năm 6 tháng. Việc này dường như vượt quá sự hiểu biết thông thường.
Nhưng đối với môn vũ trụ học thì không gian và thời gian, tùy mỗi thế giới vẫn có những điểm bất đồng sai khác. Theo các tích truyền kỳ thời xưa, có khi ở cõi tiên một ngày, nhân thế phải trải qua nhiều năm tháng. Như một vị vua xứ Ai Cập mộng thấy mình lên cõi trên chỉ có 3 giờ, nhưng khi hồn trở về nhập xác, nhân gian đã trải qua 8 ngày đêm. Điều này người đủ chút kiến thức về Phật học đều có thể lý giải. Khi pháp sư bỗng dưng mất tích ở mạch Tà Nham tự, toàn thể tăng tín trong chùa đều tản ra tìm khắp hơn 100 động lớn nhỏ thuộc vùng dân cư. Lại có người nói mới thấy ngài trên đường đi đến động Di Lặc ở núi Cửu Tiên, đại chúng cũng lên đó tuần tra mà không gặp. Thậm chí nhiều người xuất tiền nhờ thủy quân lặn dò các ao đầm trong vùng, mướn đội tuần thám đến xét hỏi ở huyện thành cùng các thành phố Tuyền Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Nam Bình, và đánh điện nhờ người ở các huyện xung quanh như Vĩnh Thái, Vĩnh Xuân, Đức Hoa, Phước Thanh để hỏi han. Như thế trước sau vài năm cũng bặt vô âm tín. Do đó hàng Phật tử đều cho rằng pháp sư đã lìa trần, trong lòng bùi ngùi thương cảm. Kỳ thực nhục thể của pháp sư trước sau vẫn không rời động Di Lặc nửa bước, do thần lực chư thánh duy trì ẩn giấu khiến cho thân chẳng bị phát hiện và hư hoại. Pháp sư là một bậc cao tăng đắc định, giữ giới luật, tin nhân quả, quyết không khi nào nói dối. Đây hiển nhiên là Phật, Bồ Tát vì lòng từ bi muốn cứu vớt và thức tỉnh chúng sanh thời mạt hậu, đã dùng phương tiện khéo truyền đạt lời giáo huấn qua bản thân ngài mà thôi. Sự kinh lịch của pháp sư không phải là mộng cảnh, cũng không đồng cảnh giới thấy biết của thiền định, vì chúng ta sẽ thấy những tình tiết qua sự vấn đáp, những điểm kỳ diệu qua nhận thức riêng của ngài khác hẳn. Và sau đây là tất cả điều quan yếu do tôi ghi lại trong thời diễn giảng của pháp sư ở chùa Nam Hải, Phổ Đà Sơn tại Singapore vào tháng 4 âm lịch năm Đinh Mão, tháng 5 năm 1987. Lưu Thế Hoa cư sĩ, kính ghi. Liên Quốc Hương Du giảng thuật. Duyên khởi. Ai hỏi nhà tu sự nghiệp chi? Thưa rằng giải thoát với từ bi. Niệm Phật là phương màu giải thoát, năm thừa lại mở cửa từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Trình chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa chư quý Phật tử, Khoan Tịnh xin gửi lời chúc nguyện an lành đến tất cả chư quý vị. Hôm nay chúng ta có duyên lành hội ngộ nơi đây. Tôi nghĩ đó là túc nhân Phật Pháp tiền sanh hoặc các kiếp quá khứ về trước. Đề mục tôi sắp diễn giảng chính là thuật lại việc bản thân đã kinh lịch sang thế giới Cực Lạc phương Tây, đem các tình cảnh mắt thấy tai nghe tỏ bày cho chư vị cùng được rõ. Xin chia lịch trình này qua 7 phần, mỗi phần gồm nhiều giai đoạn. 1. Diễn tiến tôi đến Cực Lạc như thế nào? 2. Tình hình thực tế trải qua ra sao? 3. Thuật lại các cảnh giới trước sau tôi đã kinh lịch, gồm các nơi La Hán Động, cõi Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi Đâu Xuất Thiên Cung. 4. Hoa sen hạ phẩm gồm có 3, hạ thượng, hạ trung và hạ hạ phẩm. 5. Hoa sen trung phẩm lại gồm 3, trung thượng, trung trung và trung hạ phẩm. 6. Hoa sen thượng phẩm cũng gồm 3, thượng thượng, thượng trung và thượng hạ phẩm. 7. Trên đường trở lại nhân gian. Và sau đây là các diễn tiến ấy. Phần 1. Diễn tiến trên bước khởi hành. 1. Từ chùa Mạch Tà Nham đến Di Lặc Động. Năm 1967, tôi đang đảm nhiệm chức trụ trì tại Mạch Tà Nham tự. Vào ngày 25 tháng 10 âm lịch, lúc quá nửa đêm, tôi đang ngồi thiền, bỗng phưởng phức nghe có tiếng gọi pháp danh mình, bảo đi mau.
Vừa khi ấy, tự có cảm giác như bị đẩy tới phía trước. Không kịp chuẩn bị, tôi bước xuống pháp tòa, rồi như bị sức thu hút, không rõ nguyên do, rảo đi thật nhanh ra khỏi tự viện. Bây giờ trong tâm tự biết mình sẽ phải đến động Di Lặc thuộc vùng núi Cửu Tiên, huyện Đức Hòa, cách chùa độ hơn 20 dặm. Tuy đi rất mau như thế, nhưng không cảm thấy đói khát mỏi nhọc, cũng không dừng nghỉ. Lúc ấy ở Trung Hoa nhằm phong trào Đại Cách Mạng Văn Hóa 1966-1976, Hồng Vệ Binh tuần tra khắp nơi. Bây giờ vào khoảng 3 giờ sáng, trong màn đêm đầy sương mù, tôi nghe tiếng dân chúng đi trên đường nói nay là ngày 25 tháng 10 âm lịch, nhằm thời kỳ giãn cách, địa phương rối loạn, chúng ta phải đổi hành trình vào ban đêm mới thuận tiện yên ổn. 2. Duyên hạnh ngộ. Đi tới gần sáng, đột nhiên thần trí tôi thanh tỉnh trở lại. Vừa khi đó, tôi chợt gặp một lão hòa thượng trang phục như mình, hai bên vái chào, cùng thông tri tên họ. Hòa thượng tự giới thiệu mình là Viên Quán Pháp Sư, muốn đến núi Cửu Tiên, động Di Lặc. Gặp bạn đồng hành, tôi vui vẻ tán thành, rồi vừa rảo bước đi, vừa trò chuyện. Pháp Sư tự hồ biết rõ nhân quả mấy kiếp về trước của tôi, tuần tự thuộc lại từng đời, như sanh ở đâu, cha mẹ là ai, tên họ gì. Ngài nói rõ ra mỗi điểm, nghe dường như chuyện huyền thoại. Điều lạ lùng là, mỗi chi tiết Pháp Sư nói ra, tôi đều ghi nhớ rõ không quên. 7 năm sau, năm 1974, tôi tìm dò hỏi về thời gian và địa điểm đó, thì tất cả đều chuẩn xác. Đại khái các đời ấy, tôi đều xuất gia làm hòa thượng, chỉ có một kiếp làm cư sĩ tại gia vào triều vua Khang Hy đời nhà Thanh, ở thôn Phương Quế Cách, huyện Dẫm Thượng, tên là Trịnh Viễn Tư, sanh 6 trai 2 gái, trong ấy có một đứa con thi đỗ tiến sĩ. Đến nay hậu duệ của dòng đó hãy còn. Đường đi rút ngắn rất mau, dường như có ai làm phép hồ công xúc địa, phép thâu ngắn đường đi của loài hồ. Không bao lâu, chúng tôi đã đến chân núi Cửu Tiên, một sơn lãnh cao nhất của tỉnh Phước Kiến. Trên núi này có hang động to rộng, trong ấy duy thờ một tượng Di Lặc nên gọi là Di Lặc Động. Lúc chúng tôi tiến lên đến lưng chừng núi thì trời đã hừng sáng. Phần 2. Bước kỳ lạ từ Di Lặc Động. Ba nhỏ. Đường từ Di Lặc Động đến cảnh Trung Thiên La Hán. Bấy giờ, cảnh trí kỳ diễm, đẹp lạ, bỗng xuất hiện trước mắt. Tôi thấy đường xá không giống như lối cũ mà mình đã từng trải qua. Lộ trình biến thành rộng rãi, lót toàn bằng đá đẹp, phát ra ánh sáng chớp chớp. Khi đi đến hang động thì nơi đây cũng biến đổi trang nghiêm, khác với động Di Lặc lúc xưa. Chúng tôi bước vào lễ tượng Bồ Tát, rồi cùng ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong giây phút. Khi ấy, tôi nghe Hòa Thượng Viên Quán gọi bảo ra sau núi Du Lãm. Tôi vội bước chân theo Ngài, thì một bầu trời đất khác bỗng lại xuất hiện. Trước tầm mắt tôi, một tòa nhà cổ nguy nga đứng lồ lộ, nét huy hoàng tráng lệ còn hơn Cố Cung, Tử Cấm Thành của vua nhà Thanh ở Bắc Bình. Tên gọi thành phố Bắc Kinh từ năm 1928 đến năm 1949. Hai bên ngôi chùa to rộng ấy có hai tòa bảo tháp đẹp cao đồ sộ. Chúng tôi lần tiến bước đến sơn môn, thấy cửa tam quan này làm toàn bằng đá hoa trắng, lối kiến trúc thật hùng vĩ oai nghiêm. Trên cổng vào có tấm biển lớn khảm chữ vàng, chiếu ánh chói ngời. Bốn kim tự nơi biển ngạch không phải chữ Trung Hoa, chữ Anh hay chữ Phạn, tôi hoàn toàn không hiểu thấu. Trước sơn môn có bốn vị hòa thượng đã đứng sẵn đón chờ, mình đắp y đỏ, lưng thắt đai vàng, pháp tướng cao lớn trang nghiêm. Khi thấy chúng tôi đến, họ vái chào. Tôi và Hòa Thượng Viên Quán cũng vội vàng đáp lễ. Lúc đó, trong tâm tôi có chút nghi vấn, tự hỏi. Trang phục của mấy vị này mình chưa từng thấy qua. Có lẽ họ là những vị lạc ma chăng? Các vị ấy dường như biết
chỉ mỉm cười bảo: "Đã đến đây rồi, xin hoan nghênh", rồi mời chúng tôi vào. Khi vào khỏi cổng chùa, trải qua vài tòa điện vũ, hội trường, tôi thấy đền đài xinh đẹp tráng lệ. Điểm kỳ diệu là mọi vật đều phát ra ánh sáng. Xung quanh các điện đều có hành lang rộng bao vòng. Ngoài hành lang, nhiều sắc kỳ hoa dị thảo điểm tô. Ra xa hơn là những hàng cây lạ cao vút. Vào chùa, nhìn qua cửa sông, vẫn có thể trông thấy bảo tháp và các tòa kiến trúc. Trong viện, trưng bày rất nhiều đồ cổ ngoạn, khéo đẹp, kỳ lạ. Lần bước lên tới ngôi đại điện thứ nhất, ngước trông thấy là bốn kim tự lớn sáng chói, loại như kiểu đã thấy bên ngoài. Tôi hỏi viên quán lão hòa thượng, ngài đáp: "Đó là bốn chữ Trung Thiên La Hán". Lòng thầm nghĩ, thì ra đây là Trung Thiên La Hán tự, nơi các vị A-la-hán tu trì, một thế giới thần tiên ở nửa lừng trời. Chỗ này không còn là cảnh nhân gian nữa, thảo nào mà mọi vật chẳng đều khác lạ phi phàm. Bốn đại tự ấy, hiện tại tôi nhớ được một hình chữ khuôn hoa, riêng ba chữ kia thì đã mờ trong ký ức. Bốn nhỏ: "Quang cảnh động La Hán". Bây giờ khung trời sáng rạng rỡ, xung quanh núi non, mây ráng, mây ửng màu nắng, đẹp bao vòng. Chỉ thấy trong và ngoài đông đảo người ra vào, gồm nhiều sắc da như vàng, trắng, hồng, ngâm ngâm đen, màu cam sẫm, nam nữ trẻ già đều đủ cả. Trong ấy, người da vàng chiếm đa số, y trang của họ cũng kỳ lạ, tùy màu sắc phát ra nhiều ánh sáng khác nhau. Dường như nơi đây, ngoài chư vị A-la-hán, còn có các vị thần tiên đến tham quan hoặc học đạo. Đại chúng kết hợp thành nhiều đoàn, như nam giới tập luyện võ thuật, nữ giới trỗi nhạc múa ca, mấy lão nhân thì chăm chú nơi cuộc cờ, xung quanh một số người theo dõi. Ngoài ra, có vị lại ngồi tĩnh tọa dưỡng thần, tất cả đều hiện sắc thái an nhàn vui vẻ. Khi thấy chúng tôi đến, họ ngẩng đầu, lộ nét thân thiết, mỉm cười, gật đầu chào đón, nhưng mỗi người theo phần việc của mình, không giao tiếp hỏi han. Lúc đến tòa đại điện, tôi lại thấy một hoàng kim tự lớn. Viên quan pháp sư bảo đó là bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện. Từ trong điện bước ra, hai lão hòa thượng chắp tay nghinh tiếp. Thoáng mắt nhìn qua, tôi ghi nhận một vị râu dài bạc trắng, còn vị kia không để râu. Hai lão hòa thượng thấy viên quán pháp sư, liền vội gieo năm dấp thi hành đại lễ. Thấy tình huống đó, tôi thầm nghĩ: Trung Thiên La Hán đối với viên quán pháp sư mà lễ bái như thế, tất ngài không phải là bậc tầm thường rồi. Liếc mắt nhìn quanh, ngôi chánh điện thật rộng rãi trang nghiêm, nền lót đá hoa trắng phát ra ánh sáng. Điểm kỳ lạ, nơi đây không có một tượng Phật nào cả, nhưng cúng phẩm thì rất nhiều. Những chiếc bình to phô bày hoa tươi đẹp đủ màu, mỗi đóa hoa lớn bằng chiếc nón. Ngoài ra còn có những đèn treo gồm lắm hình thái kỳ diệu, các hạt minh châu trong đèn tỏa ra ánh sáng muôn sắc. Lòng tôi như lạc lõng ngây ngất, chỉ cảm biết hương lạ tỏa thơm ngào ngạt quanh mình, ánh sáng tạp sắc xoay chuyển chớp ngời. Có lẽ nơi đây vẫn đầy đủ tượng Phật, nhưng do nguyên nhân nào đó khiến tôi không thấy được chăng? Nếu chẳng thế thì sao chúng này gọi là Đại Hùng Bảo Điện? Sau khi tham lễ nơi đại điện, hai lão nhân mời chúng tôi sang khách sảnh, phòng khách, nhà khách. Vào nhà khách, vừa ngồi xong, một lão hòa thượng nhìn đồng tử hầu cận, ra ý bảo đem hai chén nước giải khát. Đồng tử này đầu kết hai búi tóc, gương mặt hồng hào rạng rỡ, mình khoác y lục, lưng thắt đai vàng, tướng mạo rất thanh đẹp. Nước trong chén sóng sánh màu bạc, thơm ngọt khác thường. Tôi uống hơn nửa chén, viên quán pháp sư đưa mắt tỏ ý bảo dùng hết. Tôi vâng lời, cảm biết trong người tươi khỏe, tinh thần bội phần thanh sản, không còn một điểm mỏi nhọc. Kế đó, viên quán pháp sư cùng lão hòa thượng
nói với nhau bằng một ngôn ngữ lạ mà tôi không biết được. Tiếp theo, hòa thượng sai đồng tử đưa tôi qua hậu phòng tắm rửa. Vừa bước vào, tôi thấy nơi đó có sẵn một bồn nước trong, gần bên vắt chiếc khăn và bộ y phục màu lam của nhà chùa để thay đổi. Sau khi tắm gội lau mình xong, thâm tâm tôi mười phần tươi tỉnh nhẹ nhàng, lòng thầm nghĩ, hôm nay quyết định mình đã đến thánh cảnh rồi đây. Tâm tràn ngập niềm an vui thật khó diễn tả. Năm nhỏ, thưa thỉnh về hiện tình và tương lai Phật giáo. Khi trở lại khách sảnh, tôi đến trước hai lão hòa thượng, cúi xuống lễ ba lạy, rồi chắp tay cầu xin chỉ điểm về hiện tình và tương lai của Phật giáo. Vị hòa thượng râu dài không đáp, cầm bút lông viết tám chữ trên giấy như sau: Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ. Viết xong, ngài đưa tờ giấy trao sang. Tôi xem qua không thấu hiểu hết ý của tám chữ, lại cầu xin khai thị cho rõ thêm. Vị hòa thượng kia thay lời giải đáp: Tám chữ ấy ông có thể sắp song song, xem ngang nhìn dọc, từ trái sang mặt, từ mặt sang trái, đảo lộn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, như phân ra thành 36 câu, có thể hiểu rõ tình huống Phật giáo từ đây, khoảng năm 1970, đến 100 năm về sau. Nếu lại diễn đạt rộng 36 câu thành 840 câu, tất biết được tình hình suy thạnh về tương lai Phật giáo của toàn thế giới. Cho đến khi chánh pháp của Đức Thích Ca hoàn toàn mất tích nơi cõi Diêm Phù, khi trở về nhân gian, ông nên suy ngẫm cho tinh tường, sẽ tự thông hiểu. Theo thiện ý, đại khái vào thời Mạt Hậu, tà ma ngoại đạo xen lẫn vào, làm lệch lạc chánh pháp, cho nên người tu Phật phải chín chắn đề phòng, chớ chấp nê theo hình thức, cũng đừng vội phế bỏ hình thức, hãy cẩn thận suy nghĩ gạn lọc kẻo sai lầm. Đó là ý nghĩa, chánh giáo do ma làm chủ động, Phật quả tự tâm mình liễu đạt tu hành. Còn về phần 840 câu, đợi tương lai khi cơ thành thục sẽ công bố. Nếu chư vị muốn được sớm hiểu biết, nên khởi công nghiên cứu. Đây thí tưởng cũng là một điểm lý thú về văn nghệ. Sau khi giải sơ lược mấy điều xong, lão hòa thượng bảo tiểu đồng đưa tôi vào phòng tạm yên nghỉ. Lúc bước vào, tôi thấy trong phòng không kê giường nằm, chỉ có một chiếc ghế kiểu chạm trổ rất thanh nhã, trên lót nệm ngồi. Tôi bước lên tĩnh tọa, cảm giác thân tâm thanh nhẹ, thần trí lâng lâng. Ngồi chưa bao lâu, đã nghe tiếng Viên Quán lão pháp sư kêu gọi. Tôi mở mắt bước xuống ra khỏi phòng. Lão nhân nói: Ngay bây giờ tôi đưa ông vượt qua cõi trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi, đi thẳng lên Đâu Xuất Thiên Cung bái kiến Di Lặc Bồ Tát và để gặp thầy của ông là Hư Vân Thiền Sư. Tôi đáp: Rất hân hạnh, xin vô cùng cảm tạ. Lúc rời khỏi đại điện, tôi bỗng chợt nhớ muốn trở lại giả từ hai lão hòa thượng. Pháp sư bảo: Không cần thiết phải cáo từ, thời giờ chẳng còn nhiều nữa. Tôi chỉ biết yên lặng rảo bước theo ngài. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Phần 3: Từ La Hán Đồng đến các cõi trời. Trên đường đi, nhiều ngân điện, kim lâu cùng bảo tháp tráng lệ hùng vĩ trải qua tầm mắt, mỗi tòa đều phóng ra ánh sáng nhiều màu. Nhưng vì lão pháp sư cứ nhắc bảo tiến bước mau, nên tôi không rảnh rỗi để quan sát. Con lộ chúng tôi đi toàn là đá trắng ngần người chết. Hai bên triền núi, kỳ hoa dị thảo theo gió đông đưa, hương thanh ngào ngạt, khiến cho người lâng lâng vui đẹp, mà sau này tôi mới chú ý. Vì thời gian ở thượng giới không đồng cõi tục, không nên dần dà chậm trễ. Nếu chẳng thế, khi trở về nhân gian có thể trải qua vài trăm năm hoặc vài ngàn năm không chừng. Chuyển qua vài đoạn quanh co, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc cầu rộng rãi vĩ đại. Nhưng kỳ lạ, cái cầu to lớn này chỉ có đoạn giữa nổi lơ lửng nơi hư không, còn đầu và đuôi cầu không tiếp giáp với đường lộ. Nhìn xuống dưới là vực sâu muôn trượng.
Tôi tự nói lẩm bẩm: làm thế nào qua khỏi chiếc cầu như thế này? Viên Quán Pháp Sư dường như hiểu được tâm niệm ngần ngại của tôi, liền hỏi: hằng ngày ông trì niệm những kinh chú nào? Tôi đáp: Bình Nhật Giảng Bối thường tụng kinh Pháp Hoa và chú Lăng Nghiêm. Ngài đáp: tốt lắm, ông hãy tụng chú Lăng Nghiêm đi. Tôi vâng lời niệm nho nhỏ. Chú Lăng Nghiêm có hơn 3.000 chữ. Tôi vừa mới tụng được mấy câu, trước mắt bỗng hiện ra cảnh tượng lạ. Chiếc cầu dài to bỗng biến thành vàng rồng, bạo sắc chiếu sáng. Hai đầu nối liền với đường đi, dường như chiếc bóng thất bảo cong vòng lên giữa hư không, xinh đẹp không thể tả. Hai bên lan can cầu có nhiều lồng đèn châu ngọc treo lơ lửng, phóng những tia sáng nhiều màu. Đầu cầu có năm kim tự lớn, giống như kiểu chữ ở đại điện. Tôi thầm nghĩ, đây nhất định là mấy chữ Trung Thiên La Hán Kiều. Qua khỏi cầu, chúng tôi vào trong kiều đình, một kiểu nhà nghỉ chân ở gần chân cầu, ngồi nghỉ giây phút. Nhân cơ hội đó, tôi hỏi Viên Lão Pháp Sư: tại sao trước kia không thấy hai đầu cầu, đợi niệm chú rồi mới thấy? Ngài đáp: trước kia chân tánh của ông do vô minh nghiệp chướng bao vây nên thị tuyến, đường truyền của thị giác bị che lấp. Khi khởi niệm chú, nghiệp chướng bị Sức Đà Ra Ni công phá, như mây mù gặp gió thổi tan, tự nhiên thánh cảnh lộ bày. Đó là đạo lý biển lặng ngàn tầm, in ráng đẹp, mây tan muôn dặm, lộ trời xanh. 6. Từ cõi Tứ Thiên Dương đến trời Đao Lợi. Đáp xong câu đó, Ngài dạy tôi vẫn niệm chú và tiếp tục lên đường. Tôi vâng lời, vừa đứng lên niệm mấy câu, dưới đôi chân bỗng có hai tòa sen trong suốt như thủy tinh phát ánh sáng xanh hiện ra đỡ gót. Các cánh của hoa nở bày và phóng như tia sáng lạ. Nhờ liên tòa nâng đỡ, tôi giật lên hư không như cởi mây mù bay lướt đi. Chỉ nghe bên tai tiếng gió thổi di du, nhưng nơi thân không cảm thấy có hơi gió, và lần lần lại ấm áp. Tốc độ bay như tia chớp, còn bội phần lẹ hơn phi cơ. Nhiều cảnh tượng liên tiếp xuất hiện, rồi như vụt chạy mau ra sau. Không bao lâu, trước mắt tôi bỗng lộ ra một cảnh tượng như cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh, nhưng to rộng hùng vĩ và trang nghiêm hơn nhiều. Trụ đá nơi cổng chạm trổ lông phùng chớp chớp sáng ngời. Nóc cổng tự như hình thức cung điện, toàn thể đều trắng bạc. Tất cả như một tòa bạch ngân thành, mười phần tráng lệ. Trên cổng thành có tấm biển lộ kim tự lớn, gồm năm loại chữ. Trong đó có chữ Trung Hoa, Đề, Nam Thiên Môn. Do xem kinh giáo, tôi biết đây là một trong bốn cửa vào cõi trời Tứ Thiên Dương, thuộc quyền cai quản của Tăng Trưởng Thiên Dương. Nơi Nam Thiên Môn có nhiều chư thiên cao lớn, mình mặc giáp phục, tay cầm binh trượng. Đây là hàng võ tướng đang đứng giữ thành. Ngoài ra còn có những vị trang sức quan phục như cổ triều nhà Thanh, song qua lệ khác thường. Từ các chiến y, giáp phục cho đến những vũ khí đều phát ra ánh sáng, trong mười phần oai nghiêm. Chư thiên bày đội hình chỉnh tề, đứng trên đầu thành, chắp tay nhìn chúng tôi, tỏ vẻ quan nghiêm, song chẳng hỏi han chi cả. Vượt qua cửa thành độ 10 trượng, khoảng 50 mét, một mặt gương to rộng trong sáng lộ bày. Trong gương chiếu hiện tất cả cảnh tượng lành dữ biến đổi dưới cõi trần. Bay tiếp lên cao, vô số cảnh vật kỳ lạ rực rỡ như cầu vồng, chiếc móng xoay tròn như quả cầu, đẹp như hoa, sáng như điện, vượt lôi mau qua sau thân chúng tôi. Trong những tầng mây ráng, mây ửng màu nắng lạ, ẩn hiện vô lượng đền đài lầu cát, những chóp đỉnh tháp hoặc xa hoặc gần chẳng đồng. Viên Quán Pháp Sư giới thiệu: đây là Đao Lợi Thiên Cung, tầng trời thứ hai của dục giới, vượt cao hơn cõi Tứ Thiên Dương và cũng nghiêm đẹp hơn. Cảnh giới này thuộc vùng của Thích Đề Hoàng Nhân, thống lãnh tất cả 33 cung trời. Người trần gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 7. Từ Đao Lợi Thiên đến cõi Đâu Xuất. Không có thời giờ dừng lại chiêm quan, tham quan, chiêm ngưỡng, chúng tôi lại tiếp tục bay lên, vượt qua một tầng trời nữa. Viên Lão Pháp Sư nói: hiện tại đã đến cõi Đâu Xuất Đà, Tusita, tầng trời thứ tư của dục giới. Chớp mắt, chúng tôi đã đứng trước cổng một tòa điện cát, chỉ thấy hơn vài mươi vị thân tướng cao lớn trang nghiêm đến nghênh tiếp chúng tôi. Trong đó nhìn kỹ,
tôi nhận ra một vị chính là ân sư của mình, Hư Dân Lão Hòa Thượng. Còn hai vị nữa là Diệu Liên Hòa Thượng và Phước Dinh Đại Sư. Hai tôn đức này đều đã sanh lên đâu sức nội diện. Tất cả đều đắp cà sa đỏ, màu sáng chói tươi đẹp khác thường. Thấy ân sư, tôi vội vàng tới trước đảnh lễ, tiếp đến bái kiến hai vị tôn đức kia. Cách xa lâu ngày mới được gặp, tôi không ngăn được lòng bùi ngùi cảm xúc. Ân sư bảo, hãy bình tĩnh, đâu có điều chi đáng thương cảm. Người có biết vị nào đã đưa mình hôm nay đến đây chăng? Tôi đáp, bạch sư phụ, đó là Viên Quán Lão Pháp Sư. Sư phụ nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị bảo, đây là vị mà mỗi ngày ngươi thường lễ niệm, Đức Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nghe qua tôi chợt kinh động, rồi quay lại đảnh lễ Viên Quán Lão Pháp Sư 12 lại, rồi đứng lên chắp tay kính cẩn, không biết nói năng gì. Lúc ấy Diệu Liên Hòa Thượng nhìn tôi nói, ở đây thân người cao lớn nghiêm đẹp gấp bội hơn các cõi dưới, cảnh trí cũng kỳ diệu tráng lệ hơn. Những chúng sanh phước kém không thấy được cảnh giới chư thiên, nếu có phước cũng chỉ thấy theo sở kiến phước phận của mình. Chúng ta phải tạm hiện thân cũ để cho ông dễ nhận biết đó thôi. Tôi nhìn lại thấy thân của Viên Quán Pháp Sư và mình cũng chợt hóa ra cao lớn, đồng như sắc thể chư vị nơi đây. Ân sư tôi dạy, khi người trở về cõi trần phải gắn cần khổ tu hành, bền nhẫn trải qua những sự khảo đảo của nghiệp chướng mới có thể lần lượt thắng phục dòng tâm, là còn phải lập công bồi đức, tu tạo chùa am, tiếp tăng đồ chúng để xây nền phước huệ. Liếc mắt nhìn quanh, tôi thấy chư thiên ở cõi đâu xuất, nam nữ lớn bé đều có, tướng mạo nghiêm đẹp, trang phục như triều đại thời xưa, nhưng mỹ lệ hơn nhiều. Kế tiếp, Viên Lão Pháp Sư đưa tôi vào đâu sức nội diện để tham bái Đức Di Lặc. Nơi Bồ Tát ngự là một tòa đại bảo điện rộng rãi thênh thang, gồm nhiều thứ châu ngọc lạ tạo thành sự kỳ xảo tráng lệ, không bút mực nào có thể diễn tả được. Trên cửa điện có đại tự gồm 5 loại văn, mà hàng qua văn là 4 chữ đâu xuất nội diện. Tiến vào 49 lớp cửa có văn màn châu lưới ngọc, thiên thần tranh giữ. Chúng tôi đến một đại sảnh trang nghiêm, trong đó sự thiết kế thật là mỹ lệ diệu kỳ, không thể nói hết ra đây được. 8. Lời khai thị của Đức Di Lặc. Dung tướng Di Lặc Bồ Tát không đồng với hóa thân của Ngài là Bố Đại Hòa Thượng, trán nhăn thấp, bụng to rộng, thân mập mạp, miệng lúc nào cũng nở nụ cười như người đời hằng thờ phụng. Bảo thân của Ngài gồm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầu đội thiên quan, mình mặc thiên y, cổ mang chuỗi anh lạc, hai cổ tay và chân đều có đeo những vàng ngọc, gương trăng sáng rỡ, đủ nét từ bi, hỷ xả đẹp nghiêm, thật phi thường mỹ diệu, khó đổi hình dung. Bồ Tát cự trên đài sen báo cao lớn, bên dưới là các hàng Bồ Tát, mỗi vị đều ngồi tòa sen. Chư Bồ Tát hoặc mặc tăng phục, hoặc trang phục theo chư thiên, mỗi ngày một vẻ, nhưng số khoác cà sa đỏ chiếm phần đông. Đại chúng có đến mấy muôn vị. Tôi giữ dáng nghiêm kính, chắp tay từ từ tiến bước tới trước, đảnh lễ Bồ Tát 12 lại, rồi quỳ xuống cầu xin khai thị. Ngài dạy, khi ngươi trở về trần thế, khuyên chúng sanh nên cố gắng song tu phước huệ. Trong tương lai, nơi cõi người trải qua độ 60 vạn ức năm nữa, châu Nam Thiệm Bộ sẽ biến thành nhân gian tịnh độ. Lúc ấy, người nào đã tu nhân lành, tất được gặp ta trong ba hội long qua và sẽ đắc độ. Hiện tại, ngươi về khuyên người trần giới nên ái hộ lẫn nhau, chớ sanh lòng tham sân si, ganh tị hơn thua phỉ báng. Chẳng những riêng các tông phái Phật giáo, mà đối với các đạo khác cũng không nên tranh chấp dèm pha. Bồ Tát còn nói mấy lời pháp ngữ, song vì ngại sức ghi nhớ của mình chưa được hoàn chỉnh nên tôi không dám trần thuật ra đây. Sau khi bái tạ Đức Di Lặc lui ra, tôi được sư phụ là Hư Dân Lão Hòa Thượng cùng Phước Dinh Đại Sư dẫn đến một tòa đại lâu cát. Trước lầu có vị mặc giáp phục oai nghiêm, nhưng tôi biết không phải là Đức Di Đà hộ pháp. Vị võ tướng này đưa chúng tôi vào điện cát và mời ngồi nơi bảo ỷ, ghế quý báu,
Bên trong ba thiên nữ bưng chén ngọc đựng chất nước màu hồng bay mùi thơm ngát ra chiêu đãi. Tôi thử dùng một hớp, cảm thấy ngọt mát lạ thường, tinh thần trở nên tươi tỉnh. Phước Dinh đại sư bảo, đây là nước mật hoa cõi trời, uống vào trừ bệnh lại được sống lâu, đổi già quá trẻ. Ông nên dùng cho hết, sẽ thấy lắm điều hay về sau. Cho đến hiện tại, tôi vẫn thấy tinh thần trí lực gia tăng, thể chất nhẹ nhàng khỏe mạnh như chưa từng dùng tới thuốc. Đại sư nói tiếp, vì cảnh vui nơi cõi trời rất tế diệu, nên chư thiên dễ bị sai đắm, khó nổi tu hành. Ví như ở nhân gian, những người quyền thế giàu sang, tài năng khỏe đẹp, không mấy ai chịu xuất gia cam khổ nhọc nhằn tu tiến. Phước trời rồi phải hết, phước người có bấy nhiêu. Họ đâu chịu suy nghĩ, sau khi hưởng hết phước sẽ bị luân hồi trong bao cõi sáu đường, không biết chừng nào thoát đi được biển khổ. Chúng ta may mắn được hóa sanh nơi đâu xuất nội diệt, thường nghe pháp âm, gần gũi bậc tri thức. Tương lai khi Đức Di Lặc giáng sanh thành Phật quá độ nhân gian, chúng ta sẽ theo Ngài xuống trần. Chừng ấy mới chánh thức tiến lên ngôi vị Bồ Tát, đủ sức bi nhẫn để giải thoát những kẻ trầm luân. Tiếp theo, Hương Dân Sư Phụ nối lời khai thị rằng, vào cuối thời mạt pháp hiện nay, người tu nên giữ vững giới luật, gắng sức độ sanh giữa hoàn cảnh đầy ác liệt, chớ nên tham mê danh lợi, làm điều lỗi lầm hoặc thoái tâm khi đối phó chướng duyên cường nghịch. Phải tùy trường hợp mà thanh tịnh tiến tu, độ mình độ người, giữ gìn mạng mạch của chánh pháp mới đích thực là hành Bồ Tát đạo. Ta phó chúc cho ngươi sau khi trở về trần thế nên cố gắng khuyến tấn những người tu Phật, đặc biệt là các huynh đệ đồng bạn, phải lấy giới luật làm thầy, tu trì như lệ cũ, chẳng nên duy tân hoặc cải cách tăng chế. Hiện nay ở nhân gian có lắm kẻ bảo các kinh chú đại thừa là giả tạo hoặc do chư tổ đặt bài, không phải của Phật nói. Lại có người sửa đổi tăng phục, không tin nhân quả, nói các thứ trứng là đồ chay, chẳng phải máu huyết, ăn không có tội. Họ không chịu kham khổ tu hành để cảm hóa quần sanh, trở lại dùng tà pháp mê hoặc người, đem kinh Phật diễn giảng sai lầm, như mưa sa gió loạn, dối gạt tín chúng để mong sự cúng dường. Những bọn đó toàn là tà ma ngoại đạo, lẫn vào trong chánh pháp, làm đứt mất huệ mạng của Như Lai, thật đáng xót thương. Vậy ngươi phải noi theo chí nguyện sư phụ, hộ trì những đại già lam của ta đã tu chỉnh lúc còn sanh tiền. Trong tương lai, khi đến các nước thuyết pháp, giáo hóa, nên thực hành theo lời dạy của ta. Bởi duyên ấy, lúc mới truyền pháp, ta đặt cho ngươi hiệu là Phục Hưng. Chính do nơi dụng ý đó, ngươi có hiểu chăng? Dừng lại giây phút, sư phụ tôi bỗng thốt lên giọng rỗn rãng, nhấn mạnh từng tiếng một. Chí tùng một sắc trời xương tuyết, nguyện biển ba ngàn nước lặng trong. Sau khi sư phụ dứt lời, Viên Quán Pháp Sư, hóa thân của Đức Quán Thế Âm, đưa tôi ra ngoại diện cõi Đâu Xuất để tham quan cho biết. Chỉ thấy mọi nơi ánh sáng đẹp giao xen, các đoàn tiên cầm dị điểu nhiều màu so cánh búa hát, giọng thảnh thoát dịu dàng, dễ gợi lòng rung cảm. Tiếng thiên nhạc xa gần thanh điệu du dương, các điệp âm chuyển khúc rất là tuyệt vời. Chư thiên nam, thiên nữ, thiên đồng mặc đủ sắc y phục, trang sức nhiều thứ bảo trân, thước tha như mây trắng, lớp dày đàn múa hát, lớp bài đồ chỉnh tề, du nhàn tự tại. Khắp nơi hoa tiên sắc lạ như gấm đua nhau tươi nở, vẻ kỳ diễm thật vô cùng. Đó đây ẩn hiện những tháp báo, đình đài, lầu cát, cung điện phóng lên tia sáng chói lòa. Đại khái thật là phong cảnh thiên tiên siêu tuyệt hồng trần, nhân gian khó sánh được trong muôn một. Tôi một mặt thưởng ngoạn, một mặt chỉ biết nức nở khen ngợi. Đức Quán Thế Âm chỉ một tòa bảo tháp ở xa xa, cao lớn như núi Côn Lôn, phóng ra trăm sắc kỳ quan, bảo đó là chỗ Thái Thượng Lão Quân ở, gọi là Luyện Đơn Đại Tháp. Tôi phóng tầm mắt nhìn xa, thấy một tòa điện tháp to như núi, kỳ tuyệt tráng lệ, chợt ẩn chợt hiện, bị các lớp mây che giăng nên không biết bao nhiêu tầng, chỉ thấy bề ngoài chẳng được rõ bên trong. Bồ Tát lại bảo, tòa tháp này là chỗ tiến tu của các trung thượng tiên, xung quanh có nhiều hàng linh nguyên thọ, bốn thời đều đơn qua kết quả. Hàng đạo gia luyện đơn khi tu hành thanh tịnh, duyên phước huệ tốt đẹp, ngưng thần trổ qua thành cái đinh nguyên ở thiên giới. Lúc công quả viên mãn sẽ tiến lên ngôi thượng tiên. Nếu sức tu biến trễ lơ là,
cây đó lần lần héo khô rồi ẩn mất. Nói xong, ngài lại thôi thúc: thời gian không còn nhiều, bây giờ ta đưa ngươi sang thế giới Cực Lạc ở phương Tây, nơi đó còn siêu thắng hơn đây bội phần. Riêng cõi dân gian thì kém xa, chẳng thể nào đem so sánh luận bàn được. Phần 4. Hoa sen hạ phẩm. 9. Từ Đâu Xuất Thiên Cung đến cõi Cực Lạc. Lúc ấy tôi lại tiếp tục trì chú Lăng Nghiêm, hoa sen lại hiện ra đỡ gót, đưa thân hình bay bổng lên hư không, bên tai liên tục vang tiếng do do không ngớt. Nhưng tôi không cảm biết là có gió, tốc độ vượt mau như điện chớp. Tất cả cảnh đẹp cõi trời lướt nhanh qua thân mình như bị hốt dứt ra đằng sau. Ước độ nửa giờ, tôi nhìn xuống phía dưới, thấy vàng rồng trải đất, cây báo bài hàng, cao không biết mấy mươi trượng. Đức Quán Thế Âm dạy: đã đến nơi rồi, nên ngưng trì chú cho tòa sen hạ xuống. Bảo thọ cây quý ở nơi đây là toàn do các thứ kỳ trân hiện thành, hoặc lưu ly lá bạch ngân, hoặc cành tử kim lá bích ngọc. Lá cây là có nhiều hình thái, hoặc hình tròn, hình dài, hình cánh sen, hình bảo bình, hoặc hình tam giác, ngũ giác, lục giác, bát giác. Qua lá xen nhau tuôn ra các tia sáng đủ màu. Các loài chim báo thân sắc tươi đẹp cũng phát quang tùy mỗi vẻ. Ngoài những phi cầm mà người trần có thể biết được như bạch yến, hồng hạc, hoàng ly, châu tước, thanh phượng, tạp sắc anh vũ, còn có những loài chim lạ như hai đầu, ba đầu, bảy đầu, hai cánh, bốn cánh hoặc sáu cánh. Loài trân cầm, loài chim quý tự do bay lượn, múa hát hoặc niệm thánh hiệu chư Phật, hoặc sướng kinh văn. Các nơi đều có lan can báo dây quanh tùy mỗi khu vực. Đức Quán Thế Âm bảo: kinh Phật nói bảy lớp lý châu, bảy lớp hàng cây là đề cập sơ lược qua cảnh giới này. Bên tai tôi còn nghe những ngữ âm khác lạ giảng diễn, nhưng hoàn toàn không thông hiểu được. Bồ Tát nói: Đức Phật và chư thánh chúng nơi đây đều nghe hiểu các thứ tiếng đó. Trên đường rảo bước đi, tôi thấy nhiều bảo tháp, lầu cát lạ đẹp nhiệm màu, hoặc ở bạc bảo điện, hoặc lơ lửng giữa hư không có mây nâng đỡ. Trong giây phút, tôi đến một tòa đại kim sơn sáng rỡ, so với núi Nga Mi ở Trung Quốc còn cao lớn hơn vạn bội. Không một điểm nghi ngờ, tôi biết mình đã đến trung tâm thế giới Cực Lạc. 10. Tình huống khi gặp Phật. Lúc ấy, Đức Quán Thế Âm đưa tay chỉ bảo: đã đến chỗ Phật ngự, Đức A Di Đà đang ở trước mặt, người có trông thấy chăng? Tôi ngơ ngác thưa: con chỉ thấy một tòa vách đá vàng cao mà thôi. Bồ Tát nói: hiện thời ngươi đang đứng trước đầu ngón chân của Phật đó. Lời của ngài vượt ngoài ước đoán, làm cho tôi kinh hãi, vội hỏi: thân Phật cao lớn như thế, làm sao con có thể chiêm ngưỡng được? Thật ra tình cảnh này chẳng khác gì con kiến đang đứng trước những tầng nhà lầu cao chọc trời của nước Mỹ, dù cho ngẩng đầu hết mức nhìn lên cũng không thể nào thấy toàn thể được. Đức Quán Thế Âm dạy: ngươi mau quỳ xuống cầu xin Đức Phật A Di Đà gia bị và cảm tạ ân ngài đã hộ niệm đưa mình đến thế giới Cực Lạc. Tôi vâng lời, vội quỳ xuống chí tâm cảm ơn cầu nguyện. Trong giây phút, đột nhiên tôi cảm thấy mình to lớn không ngừng, cho đến khi tôi cao tới rúng của ngài. Ở mức độ này, tôi mới nhận biết được Phật đang ngự trước mặt mình. Lúc ấy, ngài đang đứng trên đài sen báo to lớn, không biết rõ cao bao nhiêu tầng cánh. Mỗi cánh hoa ở mỗi tầng đều có bảo tháp đẹp màu, phóng ra muôn ngàn sắc quang minh. Trong ánh sáng lại có vô số hóa Phật ngồi đài bảo liên. Đồng thời tôi lại thấy hiện ra một tòa đại điện, sắc kim bích giao sen, quy hoàng tráng lệ. Lại phóng xa tầm mắt nhìn ra xung quanh, một vùng gồm những cây ngọc, ao báo, đường vàng, trân cầm, lưới châu, mưa hoa, thiên nhạc, lầu cát, câu lân, khiến cho tôi nhận thức được khái quát phần nào toàn cảnh Cực Lạc. Bấy giờ Diên Quán Lão Pháp Sư cũng hồi phục chân hình Quán Thế Âm Bồ Tát. Toàn thân sắc hoàng hồng chói suốt, từ bảo thể y phục thiên quang phát ra trăm ngàn loại ánh sáng, dung mạo tuyệt đẹp, khó nhận biết được là nam hay nữ. Thần tướng của ngài cao lớn hơn tôi rất nhiều, ước độ tới ngang vai của Phật A Di Đà. Tôi đứng giữa bao nhiêu cảnh đẹp thắng diệu ấy, mắt nhìn ngơ ngẩn. Hiện tại nếu muốn đem cảnh giới đó trình diễn ra, e rằng trong 7 ngày đêm thuật cũng không hết.
Chỉ riêng pháp tướng trang nghiêm có sáng dí của Đức A Di Đà, dù nói nửa ngày vẫn chưa xong. Chẳng hạn như đôi mắt cánh hoa sen xanh biếc của Phật, rộng mênh mang như biển cả, hàm ẩn như nhiệm màu, nói ra sợ người trần không tin, nhưng sự thật là thế. Cứ theo kinh nói, thế giới Cực Lạc phương Tây cách cõi Ta Bà phương Đông này 10 muôn ức Phật độ. Nếu dùng quan niên tính kể, khoảng đường ánh sáng đi trong một năm, cứ một giây ánh sáng đi khoảng 300.000 cây số, không biết bao nhiêu ức triệu năm ánh sáng cũng không thể đi đến. Vì một Phật độ có khi gồm nhiều cõi đại thiên, Tây phương Tam Thánh quang lâm 10 phương để tiếp dẫn chúng sanh thuộc về ý sanh thân, tưởng đến đâu là hiện thân đến đó. Không thật có tướng đến cùng đi, ý tưởng đi rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đi đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Và thần thức của chúng sanh tới được Cực Lạc đều do thần thông của Phật cùng nguyện lực của mình. Sự tới được Cực Lạc của tôi hoàn toàn do sức hộ niệm của Phật và thần lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi chiêm ngưỡng từ dung của Đức A Di Đà, tôi chí thành đảnh lễ rồi quỳ xuống cầu xin chỉ dạy. Đức Phật bảo: Bồ Tát Quán Thế Âm đưa ngươi đến đây là để ngươi tận mắt trông thấy thánh cảnh rồi trở về Ta Bà thuật lại, khuyến tấn chúng sanh nơi đó tu hành. Vậy ngươi hãy mau đi tham quan các nơi, vì thời gian không còn nhiều nữa. Lúc ấy tôi đang kinh ngạc về cảnh thù thắng ở Tây Phương, lại cảm ngộ vì cõi dân gian nhiều thống khổ, liền tha thiết yêu cầu: Bạch Thế Tôn, ở Cực Lạc an lành dễ tiến tu, con không màng trở lại cõi người, xin Đức Thế Tôn xót thương cho con lưu trụ. Phật bảo: Chẳng phải ta thiếu từ bi không cho ngươi ở lại, nhưng vì trách vụ của ngươi còn phải trở về quá độ cõi nhân hoàng. Vả lại, hai kiếp về trước ngươi đã được chư thánh đến nghênh tiếp giảng sanh về nơi đây, song vì ngươi còn chí nguyện muốn ở lại Ta Bà để độ thân quyến cứu đời, nên do tiền duyên ngươi phải trở về để hoàn thành tâm nguyện đó. Tiếp theo Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Kiếp trước giảng sanh đã được duyên, vì muốn cứu đời độ cửu quyền, cho nên nay phải hoàn tâm nguyện, sau sẽ đồng về cửu phẩm liên. 11. Bảo điện Đức Phật ngự. Sau khi nghe kệ, toàn thân tôi rung động, liền nhớ lại tình cảnh sắp giảng sanh đời trước như hiện trước mắt, tự nhiên im lặng không nói lời chi được. Đức A Di Đà bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông mau đem sa môn này đi tham quan các nơi. Tôi đảnh lễ tạ ơn Phật rồi cùng Bồ Tát bước lui ra. Xung quanh tòa đại điện, tôi đã thấy khi trước từ bảo thọ, bờ ao, lan can đều do các thứ báo hợp thành, tuôn ánh sáng rực rỡ như đèn điện, đèn nê ông. Điều rất kỳ lạ, những sắc tướng đó tuy hữu hình nhưng có lẽ là như ý bảo, bảo vật như ý, nên không chướng ngăn. Muốn qua có thể đi xuyên qua, muốn chất ngại, chất cản trở liền thành chất ngại. Trên cổng đại điện hiện 4 kim tự lớn, hai bên có liễn đối. Tôi chỉ nhớ được một chữ, còn 3 chữ kia thì không sao ghi nhận rõ. Đức Quán Thế Âm bảo, nếu dùng hoa văn để giải thích, 4 chữ đó có thể đọc là Đại Hùng Bảo Điện hoặc Vô Lượng Thọ Phật. Tòa đại điện kim bích quy hoàng ấy rộng lớn vô tỷ, có đến mấy muôn vạn Bồ Tát, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ở trong hay ngoài điện. Toàn thể chư vị đều thân kim sắc đẹp sáng, chiều cao so với Phật chỉ kém một chút. Do sự giới thiệu của Đức Quán Thế Âm, tôi được biết nhiều vị Bồ Tát như Đại Thế Chí, Mạng Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Thường Tinh Tấn, Vô Tận Ý, Bảo Đàm Hoa. Đức Quán Thế Âm lại bảo, như thế cũng đã tạm đủ. Bây giờ ta lần lượt đưa ngươi đi kim quang từ hạ phẩm đến trung phẩm rồi thượng phẩm. 12. Thân tướng và sự sinh hoạt ở hạ phẩm. Tôi đang tiến bước theo chân Bồ Tát, bỗng phát giác ra thân mình lần lần rút nhỏ lại. Khi hiện tượng đó xảy ra, tôi lấy làm lạ hỏi Đức Quán Thế Âm: Tại sao thân con lần lần rút nhỏ lại thế? Ngài đáp: Nơi cõi Cực Lạc, chúng sanh thuộc các phẩm, nhân vì cảnh giới không đồng nên chiều thấp cao lớn nhỏ có sai khác. Hàng thiện nhân ở thượng phẩm cao lớn hơn trung phẩm, nhưng so với hạ phẩm lại cao lớn hơn. Như thân chư thiên ở cõi trời, tầng thấp kém hơn tầng cao. Các thiên giới càng cao, thân lượng lại càng vượt hơn gấp bội. Hiện tại chúng ta đang đi từ thượng phẩm sang hạ phẩm, nên thân thể phải lần xúc giảm cho đồng cao độ với chúng sanh ở phẩm đó. Vừa đi vừa nói, bất giác đã tới hạ phẩm liên trì. Nhìn kỹ, tôi thấy mặt đất nơi đây
đều do quý kim pha bảo chất tạo thành, nên vừa phát ra ánh sáng vừa trong suốt. Đi độ khoảng đường nữa, trước mắt hiện ra một quảng trường rộng lớn, có nhiều nữ nhân đang vào chơi. Đây là những nữ hài tử độ 13, đầu kết hai búi tóc, cài các thứ hoa tím, đỏ, vàng, trắng, thân mặc quần sắc hồng đào, áo màu thanh đạm, lưng thắt đai vàng. Tất cả đồng một loại trang phục, dùng nhang đều tươi đẹp khác thường. Lòng tôi nảy mối nghi ngờ, hỏi Bồ Tát: theo trong kinh, ở thế giới Cực Lạc không có nam nữ phân biệt, tại sao nơi đây lại hiển hiện nhiều nữ hài tử? Ngài đáp: đúng như thế, ở đây không phân tướng nam nữ. Ngươi hãy tự nhìn kỹ lại xem mình thế nào. Bị Bồ Tát cảnh báo, tôi kinh lạ chợt phát hiện ra mình cũng biến thành thân nữ hài 13 tuổi, trang phục đồng một dạng thức như các nữ chúng kia. Tôi tiếp tục hỏi với giọng đầy kinh ngạc: tại sao lại như thế này? Đức Quán Thế Âm lộ vẻ từ bi, mỉm cười bảo: nơi đây có một vị Bồ Tát làm chủ tể, muốn biến nam thì toàn chúng đều hóa thành nam, muốn biến nữ thì toàn chúng thành nữ. Kỳ thật, chẳng luận biến nam hay nữ, khi đã hóa sanh trong hoa sen, tức không còn thân huyết nhục, thể chất đều là ngọc bảo trong suốt. Bên ngoài chỉ có tướng người, thật ra không phân nam nữ. Tôi quan sát lại thân thể mình, quả đúng như lời Bồ Tát nói, không thấy da thịt xương gân tủy não, chỉ là chiếc cầu thủy tinh trong trắng. Nhưng chúng thuộc phẩm hạ hạ, vì còn nhiều phiền vọng nên đều là đới nghiệp giảng sanh. Song chẳng luận trẻ già nam nữ ở nhân gian, khi đã gửi chất nơi hoa sen Cực Lạc, tất cả đều hóa thành thân hài tử phi thường xinh đẹp. Thức ăn mặc cũng đều tự nhiên hiện thành. Tôi hỏi Bồ Tát: tại sao chúng hữu tình sanh đến đây đều đồng tướng trạng tuổi tác như thế? Ngài đáp: đó là bởi Phật tánh bình đẳng, do nguyện lực của Đức A Di Đà, nên người nào đã sanh về nơi đây đều được đãi ngộ như nhau. Tỷ như ở nhân gian, trai hay gái khi mới sanh đều đồng một dạng, không mấy sai khác. Nơi phẩm hạ hạ, mỗi ngày 6 thời, có một thời được nghe diễn giảng cho một vị Đại Bồ Tát chủ trì. Đến lúc giảng kinh, khi tiếng chuông reo vang, chúng thiện nhân ở trong lầu cát nơi hoa sen đều một loạt biến thành nam hay nữ hài tử, đồng một trang phục xanh, vàng hoặc đỏ, trắng như nhau, cùng hội hợp đến nghe pháp âm. Chúng sanh đó 3 ngày thì ra khỏi lầu cát du ngoạn, kêu vũ, ca hát hoặc ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Đến thời yên nghỉ, tất cả đều trở về hoa sen riêng của mình. Có người không nghỉ ngơi, lại tiếp tục tu trì. Ở đây khi hoa nở, chim kêu là 3 ngày, hoa khép, chim ngừng hót là ban đêm. Ngoài ra cảnh trí đều luôn luôn tươi sáng huy hoàng, không có ngày đêm phân biệt. Đức Quán Thế Âm lại bảo: bây giờ ta đưa ngươi đến quảng đường gần nơi điện và ao báo để được tăng thêm kiến thức. Tôi vâng lời, theo Bồ Tát đến cửa một đại điện trong vùng kim địa thật rộng rãi, có lan can đẹp bao quanh giáp dọc. Ban sơ chỉ thấy độ mấy mươi nữ hài, trong giây phút lần lượt kéo đến cả hàng trăm ngàn muôn vị đồng sắc phục, dân tập đầy chật trong đại điện, như để cho tôi chiêm quan được rõ ràng hơn. Đối với họ thì đây là việc rất dễ, nhưng ở nhân thế, muốn tập trung số người đông đảo như vậy, tất phải khó khăn, mất nhiều thời gian. Xem khắp nơi xong, tôi lại được đưa đến một ao báo rộng lớn như biển. Nước ở đây trong sáng dường như vô hình, nhiều màu khó tả, không giống chất nước ở Ta Bà. Bồ Tát bảo tôi nên xuống tắm gội qua giây phút. Tôi thưa: như thế y phục bị ướt hết. Ngài đáp: không ướt, đây là Ma Ni Bảo Thủy. Tôi vâng lời bước xuống tắm với vẻ rụt rè e ngại, nhưng quả nhiên y phục chẳng ướt. Điều rất lạ, tôi vốn không biết lội, sợ mình bị chìm xuống đáy ao. Trái lại, khi đã xuống, muốn thân thể chìm nổi qua lại đều tùy ý. Lúc ngồi yên, muốn nước dâng đến đâu cũng tùy tâm nước lên tới đó, thật đúng là như ý thủy. Tôi thử uống một hớp, cảm thấy thơm mát ngon ngọt, lòng thích thú liền uống no. Càng uống càng thấy tinh thần tươi khỏe, toàn thân phơi phới nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên. Thật quả là nước bát công đức. Lại thử sờ vào y phục, rất lạ, không có điểm nào bị thấm ướt. Đang lúc tôi lướt nhẹ trong nước đến giữa ao, thấy rõ có nhiều hoa sen to đẹp, nở tươi sáng rỡ. Mỗi đài hoa đều có người ngồi kiết già niệm Phật, một ít hoa sen khô héo sắp tàn. 13.
những phản ảnh của vọng nghiệp nơi phẩm hà hà. Như đã nói ở trước, chúng hữu tình sanh vào phẩm hà hà đều thuộc về đới nghiệp vãng sanh. Vãng sanh nghĩa đã rõ, nhưng sao gọi là đới nghiệp? Đây là những chúng sanh ở ta bà, hoặc đã tạo ác mà biết sám hối tu hành, hoặc tuy từng làm lành niệm Phật, song tâm còn nhiều phiền não vọng tưởng. Những chúng sanh đó khi lâm chung được thiện tri thức khuyên dạy, hoặc bỗng tự hối ngộ, chí tâm niệm Phật, phục lòng không loạn, nên tạm thời được sự cảm thông, nương nguyện lực tiếp dẫn của Đức A Di Đà, mang vọng nghiệp sanh về cực lạc. Bởi sức tu kém, vọng tưởng còn, nên chỉ dự được vào bậc hạ phẩm hạ sanh. Nhưng chính phẩm Liên Đài ở cõi Tây Phương, muốn từ phẩm hạ hạ lần tiến lên phẩm thường thường phải trải qua nhiều kiếp. Khi đã đến phẩm thường thường, chứng vô sanh pháp nhẫn rồi, lại phải phân thân khắp mười phương thế giới, tu sáu độ muôn hành, cứu tất cả chúng hữu tình. Chừng nào phước đức trí huệ nhân duyên đầy đủ mới có thể thành Phật. Kinh nói, ở ta bà tinh tấn tu một ngày, công đức bằng nơi cõi cực lạc tu một kiếp. Cho nên ở Tây Phương, từ phẩm thấp tiến lên phẩm cao cần phải có thời gian. Còn ở ta bà, nếu chịu khổ nhọc siêng tu, có thể chỉ trong 5-7 năm từ hạ phẩm tiến lên trung phẩm. Thân người khó được, cảnh khổ khó tu. Nếu biết mượn thân người ở trong cảnh khổ đời mạt hậu này mà gắng tu, thì công đức lớn lao vô tỷ. Cõi ta bà có nhiều nỗi khổ như sanh già bệnh chết, thương xa lìa, quán gặp gỡ, cầu không tội ý và ngủ ấm thành. Đó là bát khổ. Ngoài ra còn tam khổ là hoại khổ, khổ khổ, hành khổ. Ở thế giới cực lạc, dù cho người hạ phẩm hạ sanh, tuyệt đối không có các điều khổ như đã nói. Bởi nơi cõi này chỉ thuần vui mà không khổ. Tuy nhiên, chúng sanh thuộc phẩm hạ hạ phải tu hành trong thời gian dài, trải qua 12 kiếp mới được lên cấp trên. Trong quá trình từ thấp tới cao, cho đến khi chứng quả, đều chỉ ở cực lạc, không còn bị sa đọa luân hồi nữa. Hoa sen phẩm hạ hạ nơi cõi an dưỡng không đồng với hoa sen ở nhân gian, mà đường kính rộng lớn từ 1 dặm đến 3 dặm. Trên đài hoa có lầu cát cao 3-4 tầng, toàn thể hoa và lầu đều tuôn ra từ các thứ ánh sáng tùy màu sắc, như hoa xanh ánh sáng xanh, hoa vàng ánh sáng vàng. Chúng sanh ở lầu cát nơi đài sen, nếu khởi các thứ vọng tưởng thì hoa trở nên ảm đạm không sáng suốt. Trái lại, như quả không vọng tưởng, trong tâm thanh tịnh thì toàn thể đều phát ra tia sáng chói rực quy hoàng. Đức Quán Thế Âm bảo, chúng hữu tình vì nhiều kiếp tạo các nghiệp không đồng, nên sau khi đới nghiệp vãng sanh, sự phản ảnh của vọng nghiệp cũng sai khác. Phẩm hạ lại chia thành 3 bậc: hạ hạ, hạ trung và hạ thượng. Nên sức nghiệp của loài hàm linh nơi này cũng có nặng nhẹ khác nhau, mà phần lớn là nghiệp ân ái và tham luyến lợi lộc quyền danh. Khi sức nghiệp đó phản ảnh ra, cảnh giới giống như người đời nằm mộng. Này ta đưa ngươi đi xem vài trường hợp như đã nói. Tôi theo Bồ Tát qua vài đoạn đường quanh, liền thấy một hoa sen màu sắc ảm đạm. Lần bước tới gần xem, trên đài lộ hiện ra lầu cao nhà rộng, phòng ốc tráng lệ, sang cả như hoàng cung. Vườn hoa xung quanh 10 phần tươi đẹp. Trong nhà, các trân bảo và cổ vật đều có giá trị liên thành, cách bài trí phi thường trang nhã. Trong nhà già trẻ trai gái độ vài mươi vị, y trang đồng với cõi người, rất là sang đẹp. Gia nhân ra vào náo nhiệt, dường như đang sắp bày yến tiệc vui. Tôi hỏi Đức Quán Thế Âm, tại sao ở cõi cực lạc lại có hình thức sanh hoạt của gia đình nhân gian? Ngài đáp, đương sự đây tuy lúc lâm chung 10 phần thanh tịnh được đới nghiệp vãng sanh, song dòng niệm lũy kiếp tích chứa nhiều kiếp còn nhiều, tâm tham luyến hồng trần chưa dứt. Vài mấy người trong nhà đó đều là cha mẹ, huynh đệ, thê thiếp, dâu con cho đến thân thích. Mỗi ngày khi chúng sanh này về tới lầu cát trong hoa sen để yên nghỉ, thường vọng tưởng đến những nhân vật đó, nên quyển cảnh lại hiện ra. Ở cực lạc chẳng có sự khổ, cầu không tội ý. Cho nên khi tưởng tới cha mẹ, thê nhi, lầu đài cho đến sơn hào hải vị, thì những ảnh tượng đó liền xuất hiện. Như tình huống người ở ta bà khi nằm mộng thì buồn vui đủ cả, lúc tỉnh ra mọi việc thấy hoàn toàn không. Lời của Bồ Tát khiến cho người trần gian chúng ta thức tỉnh, cuộc sống cõi đời nào khác chi một trường đại mộng. Khi hồn lìa khỏi xác, từ người cũng như của, có đem theo được cái gì đâu.
Bồ Tát lại nói tiếp: thật ra người giảng sanh đến chốn này vọng tưởng còn nhiều hơn nhân gian, bởi nơi đây cách xa ta bà, duyên cũ mong gì tái ngộ. Nhưng cõi cực lạc có sức màu nhiệm, tưởng chi liền hiện ra cảnh ấy, nên người đã giảng sanh về đây đều được thỏa nguyện, thọ dụng không cùng. Cõi tịnh độ thuộc về chân không như ý bảo chất, do quyền lực phước đức của Phật từ nơi không hiện ra sắc đầy khắp mọi nơi. Cõi trời thuộc về thần chất, nhưng sức thần thông còn hữu hạn, kẻ chứng ngũ thông đôi khi sở cầu cũng không toại ý. Cõi người thuộc về vật chất bị ngăn cách nhiều lớp, sở cầu khó thực hiện. Tôi lại hỏi: vọng cảnh với thanh tịnh thật cảnh của Phật khác nhau thế nào? Bồ Tát khai thị: thật cảnh thuộc về thường trú, hằng lặng lẽ chiếu sáng khắp nơi. Vọng cảnh vô thường, quyển hóa tùy duyên, giữ lành thay đổi. Chúng sanh ở ta bà đem hết tinh lực một đời tranh danh cướp lợi, chỉ nghĩ mình sống mặc cho người chết, không kể thiện ác. Họ đâu biết khi thọ số mãn, theo nghiệp luân hồi xa đọa, chịu khổ vô hạn, kể nói sao cùng. Cho nên muốn được thoát đi phải sớm giác ngộ. Chủ nhân trong ngôi nhà này cũng là người đồng hương của ngươi, nên vào nơi đó xem thử. Tôi y lời dạy bước vào tòa lầu cát, liền một kích nhiều bàn đầy những sơn hào hải vị, độ 60-70 thực khách đang ngồi dự đại yến, ăn to uống lớn, nói chuyện ồn ào. Chủ nhân là một lão trượng, tuổi khoảng cổ hy, hơn 70 tuổi, có khí phách, tài đại hào phú. Ông thấy tôi vào liền bước ra chào hỏi: quý khách từ phương nào đến? Tôi dùng tiếng bản xứ đáp: đệ từ huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến đến. Nghe tôi nói, chủ nhân nhận là người đồng hương, mặt đầy vẻ hoan hỷ, vừa gật đầu đưa tay mời: tốt lắm, rất hân hạnh, xin mời ngồi dự tiệc. Tôi hỏi tiếp: ngài có hỷ sự chi mà bày đại yến hội như thế? Ông cười hỏi lại: quý khách có duyên gì lại đến trùng hợp vào lúc này? Tôi chỉ ra ngoài cửa đáp: Quán Thế Âm Bồ Tát đưa tôi đến đây để tham quan. Chủ nhân vừa nghe câu đó, toàn thân liền rung động, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cảnh náo nhiệt trước mắt như tòa đại hạ cùng thực khách đột nhiên ẩn mất. Lão nhân bỗng biến thành nam hài tử 13 tuổi, thân thể lưu ly trong suốt, ngồi trên hoa sen, 10 phần tươi đẹp. Tình huống này như Đức Quán Âm vừa nói, cảnh tượng đều do vọng tưởng mà sanh, vọng tưởng diệt, cảnh cũng diệt theo. Sau đó nam hài tử lại nói: kiếp trước ở ta bà, tôi là một đại phú thương thuộc hàng vọng tộc, người huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, cư ngụ tại Hàm Giang, thôn Đa Đầu, tên Lâm Đạo Nhất. Khi Lâm Chung được Thiện Tri Thức khuyên nhắc, nên tôi nhiếp tâm trong 10 niệm mà được giảng sanh. Điều đáng thẹn là dòng nghiệp cùng niềm ân ái của tôi còn quá nhiều, nên mới hiện ra quyển cảnh đó. Quán Thế Âm Bồ Tát từng điểm danh 2 lần, bảo tôi phải sửa đổi. Bây giờ bệnh cũ lại tái phát, chưa bỏ chưa xong. Khi lâm biệt, sắp từ biệt, hài tử tiền thân là Lâm Đạo Nhất lại căn dặn: tôi có đứa con tên Lâm A Dượng, hiện ở Singapore. Khi pháp sư trở về ta bà, nhớ chuyển lời nói nghiêm đường của nó đã giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Chớ nên cúng dỗ và bi thương, mà phải cố gắng nối gót cha, làm phước, niệm Phật tu hành. Bồ Tát lại đưa tôi đến một nơi vách đá cao gần vực thẳm. Nhìn kỹ, tôi bỗng phát giác ra hiện tượng kỳ lạ. Một người nữ, tuổi độ 20, mặc đồ đen, kiểu phục sức nhân gian, đang ngồi ở mé vực, kêu gào thương khóc. Tôi thầm nghĩ, thế giới cực lạc chỉ thuần vui không khổ, tại sao nơi đây lại có người thương khóc như vậy? Đức Quán Thế Âm biết ý niệm đó, liền bảo tôi tới hỏi xem, sẽ được rõ. Tôi dâng lời đến nơi, chắp tay hỏi: cô có điều chi mà kêu khóc vì ai như thế? Nữ nhân đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, chẳng những không thương khóc, chợt quay lại cười đáp: đây là do tâm tôi kinh động nên hiện ra cảnh vọng quyển đó thôi. Nói xong, vị này vội trở lại ngồi thẳng nơi hoa sen trong ao, hóa thành nữ hài 13 tuổi, toàn thân trong suốt như thủy tinh. Vách núi cao và vực thẳm đồng thời đều biến mất. Lúc ấy, nữ hài tử liền tự giới thiệu: tôi là người ở Thuận Xương, tỉnh Phước Kiến, tên là đã quy y Tam Bảo. Vào năm 1960, tôi quyết chí xuất gia, nhưng bị chính quyền quyết định không cho. Tình thế bức bách, tôi kêu thương niệm Phật rồi nhảy xuống vực sâu tự sát. Nhờ Đức Quán Thế Âm rộng nguyện đại từ bi, xét biết tôi từ lâu tu luyện chí thành, nên tiếp dẫn cho sanh về tịnh độ. Bởi tôi mới giảng sanh
niệm kinh đồng chưa dứt nên bất chợt dòng nghiệp ấy phản ảnh hiện ra cảnh giới kinh hiểm đó. Tuy nhà Bồ Tát mấy phen thuyết pháp nhưng vẫn chưa dứt trừ quyển vọng. Tôi sanh niệm Quan Thiết Bảo, cô hãy lưu ý vị đứng gần bên tôi có phải là Bồ Tát đó chăng? Nữ nhân nghe nói liền nhìn kỹ lại rồi vội vàng quỳ xuống đảnh lễ. Ngài dạy, người hãy xuống bảo trì, dùng nước bát công đức tắm gội, lần lần vọng nghiệp sẽ tiêu trừ, tâm niệm thanh tịnh phục hồi chân tánh bản lai. Tôi hỏi Đức Quán Thế Âm, tại sao trong ao báo lại có hoa sen khô, tươi, suy, thạnh như thế? Bồ Tát đáp, các đóa hoa suy khô là những người ở Ta Bà ban sơ phát lòng thành tín, siêng năng niệm Phật, gieo nhân sen lành, nên khiến trong ao thất bảo quá xanh hoa sen lần lần to lớn, tròn sáng đẹp tươi. Nhưng các chúng sanh đó chỉ tinh tấn được một thời gian, rồi công phu lần hồi biến trễ. Khi lòng tin không còn bền vững thì chẳng những sự niệm Phật lơ là bỏ phế mà có khi còn tạo nhiều điều ác nữa. Do đó hoa sen lần lần khô héo, cọng sen gãy đổ rồi biến mất. Ngươi xem, cánh sen khô gãy này là của một người ở tỉnh Giang Tây tên Ban Sơ. Kẻ đó trường chay niệm Phật, sau vì làm quan nên không trì niệm, lại còn ăn mặn tạo ác, hiện đã bị chính quyền tuyên án tử hình, nên cành sen khô héo và sẽ mất vàng. Còn cành sen khô gãy kia là của một người ở huyện Vĩnh Thái quy y tinh tấn niệm Phật đã 3 năm, hoa báo hiện thành cực tươi đẹp. Về sau kẻ ấy tham đắm tài lợi, mãi lo việc kinh doanh không tu hành, lại dùng đủ cách để mưu cầu của tiền phi nghĩa. Dù việc bị phát giác nên phá sản, nợ nần chồng chất, cùng trí rồi tự dẫn. Do đó cành sen phải chết khô. Tôi thưa, bạch Bồ Tát, Thường Lượng Pháp Sư lúc còn sống có nói cho con biết, chí tâm niệm một câu Phật diệt được vô lượng tội, sanh trưởng vô lượng phước. Kẻ kia niệm Phật đã 3 năm, tại sao không có công đức mà kết cục lại bị thảm cảnh như thế? Ngài đáp, lời đó hàm ý sơ lược khái quát và chỉ có tánh cách sách tấn đối với người chưa hiểu Phật Pháp mà thôi. Phải biết chí tâm niệm Phật tuy sanh vô lượng phước lành, song chí tâm làm ác cũng sanh vô lượng tội chướng. Niệm Phật rồi tạo tội, đem công trừ tội, tất phước cũng không còn. Tuy nhiên kẻ niệm Phật rồi tạo nghiệp, nếu biết ăn năn sám hối, quay đầu hướng thiện, thề không dám tái phạm, phát lòng tinh tấn niệm Phật như xưa, thì tội chướng lần tiêu, phước huệ lần lớn, trong ao bát công đức hoa sen sẽ lại đâm chồi nở cánh tốt tươi, cuối cùng vẫn được đới nghiệp giảng sanh, tiến lên quả vô thượng bồ đề, không còn thoái chuyển. Bồ Tát chợt dừng lại trong giây phút rồi nói tiếp, lại còn một điều, có kẻ miệng tuy vẫn niệm Phật nhưng trong lòng còn ô nhiễm đắm sắc tham tài, đôi khi nảy sanh tâm ganh tị, giận hờn, tranh chấp, thầm lén hại người. Kẻ ấy dù còn chút công đức nhưng bị các chướng nghiệp đó thì không được giảng sanh về tịnh độ, chỉ gieo nhân sen đắc độ về sau mà thôi. Cho nên tất cả thế gian, bất luận giàu nghèo sang hèn, trí ngu lành dữ, trẻ già gái trai, đều biết phát lòng tính thành, giết giữ làm lành, trai giới niệm Phật trong ngoài như một, giữ công tu bền lâu suốt đời, tất qua sen nơi cõi tịnh quá hiện lớn đẹp sáng tươi. Khi lâm chung sẽ được tiếp dẫn về cực lạc. Người nào chí nguyện không bền, lúc trễ lúc siêng, hoa báo tuy phát sanh nhưng chẳng thể lớn mạnh tốt đẹp. Nếu lại làm ác thì sen phải héo tàn, đã không được giảng sanh mà còn bị đọa luân hồi nữa. Bồ Tát vừa nói tới đây, tôi chợt thấy một ni cô tuổi độ ngoài 30 rảo bước đi đến trước mặt. Tôi định thần nhìn kỹ thì vị đó là ni sư Pháp Bổn, trụ trì tại Dân An ở núi Dân Cư thuộc tỉnh Giang Tây. Cô thấy tôi liền vui mừng nói lớn, Quan Tịnh sư huynh đã tới đây, quan nghênh cung hỷ. Tôi hỏi, ni sư giảng sanh lúc nào mà tôi không được hay biết? Cô đáp, năm 1971 bị thế quyền ép buộc, tôi không chịu hoàn tục, trốn đến một vùng cô tịch rồi niệm Phật nhảy xuống sông tự trầm. Cái chết như thế cũng thuộc về tội ác, song nhờ Đức A Di Đà từ bi thương tôi một lòng tu niệm, chẳng nhiễm trần duyên, mở rộng cửa ân đức tiếp độ cho giảng sanh. Tôi vừa mới tới đây chưa được bao lâu. Tôi tiếp tục hỏi, những người đã sanh về phẩm hạ hạ đều hóa thành thân hài tử hơn 10 tuổi, tại sao sư muội hình tướng và tuổi tác đều giống ở Ta Bà? Cô đáp,
tôi phải quyền hiện ra tướng cũ để sư huynh dễ nhận biết đó thôi. Đại huynh Khoan Trung có được khỏe mạnh không? Nhờ sư huynh khi trở về thế gian chuyển lời nói tôi được giảng sanh, khuyên đại huynh cố gắng siêng cần niệm Phật, đừng lo buồn nghĩ đến tôi nữa. 14. Tịnh Quán Tháp và Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Như lúc ấy bỗng có tiếng hồng chung trầm bổng rền vang, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bảo giờ thuyết pháp đã đến. Khi đó chỉ thấy hàng ngàn hàng muôn nam hài kéo đến như dòng nước chảy. Các nam hài tuổi độ 13, đồng y phục sắc hồng đào, thắt lưng đai vàng, đầu kết hai búi tóc, toàn thân đều là chất bạch ngọc trong suốt, trang phục thống nhất, hàng ngũ chỉnh tề. Đại chúng đều tụ họp dưới một liên đài cực to. Sau khi cùng nhau làm lễ, lại chắp tay đồng thanh niệm Phật. Bấy giờ thiên nhạc nổi lên, diều dặt thanh thao. Trên hư không, các thứ trân cầm bay đến, đậu nơi những hàng cây báo, chớp cánh múa ca, cùng hòa thanh niệm Phật. Tiếp theo một vị Bồ Tát, thân như tòa núi vàng, phóng ra muôn ngàn ánh quang minh màu khác lạ, hiện ra ngồi nơi hoa sen, cảnh tượng thật màu nhiệm, trang nghiêm, cùng cực. Đức Quán Thế Âm giới thiệu, đây là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, hôm nay tới phiên Ngài trị nhật, trực ban, nói pháp. Người vào tới đảnh lễ Ngài và mười phương Phật Thánh. Tôi dâng lời đến quy lễ vừa xong, thì trên trời rơi xuống như mưa, nhiều loại hoa màu sắc tươi đẹp, cùng các vật báo lạ. Kế là khắp hư không, muôn ức quan sắc túa ra như điện chớp, xoay dần thành những tướng như đài mây, lâu cát, bảo cái tràn vang, trông vô cùng đẹp mắt. Nơi khu vực hạ phẩm hạ sanh có ngôi điện đường tên gọi Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Do thần lực chư thánh và sức linh thông của tòa nhà này, mỗi khi Bồ Tát thuyết pháp chỉ dùng một ngữ âm mà chúng sanh ở thế giới nào, cõi nào, xứ nào, tỉnh nào đều nghe thành tiếng của nơi mình đã ở và đều hiểu được rõ ràng thông suốt. Dù loài hữu tình ở thế giới Ta Bà, Diệu Hỷ hay Tư Ha, thuộc cõi trời, người hay Tu La, cư ngụ tại nước Anh, Ấn Độ hay Trung Hoa, sanh quán ở tỉnh Quảng Đông, Triều Châu hay Phước Kiến, ai nấy cũng đều hiểu biết được, không cần phải thông dịch. Cho nên kinh nói Phật dùng một tiếng nói diễn pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Phật diễn nhất âm, diễn thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Đây là sự mầu nhiệm của môn Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Ở vùng Hà Hà Phẩm còn có một tòa báo tháp cao rất nhiều tầng, tên gọi Tịnh Quán Tháp. Chúng sanh nơi đây khi muốn lên hay xuống tầng thứ mấy của tháp, vừa khởi niệm liền được lên xuống, chẳng cần phải dùng thang máy như cõi nhân gian ở Ta Bà. Trước đã nói, chư thiện nhân phẩm Hà Hà thân đều là chất ngọc trong suốt, nên không bị ngăn ngại. Chẳng hạn khi đến nơi nào muốn đi xuyên qua tường vách, tùy tâm khởi niệm liền được qua. Dù cho cả ngàn muôn vị đồng tụ họp nơi một khoảng không gian cũng không cùng chướng ngại, chẳng có cảnh tượng chen lấn va chạm nhau. Sở dĩ như thế bởi các vị đó không còn nhục thân vật chất của cõi phàm. Tịnh Quán Tháp chẳng những cao mà còn rộng lớn phi thường, trong đây ảnh hiện ra cảnh mười phương thế giới. Nếu như muốn nhìn quả địa cầu, mặt trời hay mặt trăng nơi cõi Ta Bà thì toàn thể cảnh ấy đều hiện ra. Địa cầu cùng có mặt chỉ to bằng hạt cát, nhưng nếu muốn nhìn cho kỹ, cảnh ấy liền mở rộng tùy ý mình. Chẳng hạn muốn trông rõ châu Á, châu Mỹ, tỉnh Vân Nam hoặc Vạn Lý Trường Thành cho đến ngôi nhà xưa mình đã ở, các cảnh ấy liền khuếch trương phóng to, hiện rõ ràng trước mắt. Nói cách khác, Tịnh Quán Tháp là một tổng đài quan sát cảnh vật của toàn thể vũ trụ. Các vị được ngôi hạ phẩm trung sanh là những người bình thời ở Ta Bà, vừa niệm Phật vừa tập hạnh lành, gieo nhân phước huệ. Các vị được ngôi hạ phẩm thượng sanh là những người kiếp trước trong hành tiến vượt một tầng nữa, hoặc giữ thêm ngũ giới, bát quan trai giới, cố gắng bố thí làm lành, siêng tu nghiêm cẩn. Thân thể và cảnh giới của hai phẩm này đều cao đẹp hơn phẩm Hà Hà. Sau khi tham quan lượt qua các vùng ấy, Đức Quán Thế Âm bảo, thời gian hữu hạn, bây giờ ta đưa ngươi đi du lãm hoa sen ở Bảo Trì thuộc Trung Phẩm.